nhân loại bá tánh. Khi nghe dòng nhạc này rất là thanh thản, nhẹ nhàng. Đồng bào cần có ở nhà mình mà nghe, nó làm việc ở trên xe của mình, nhất là những lúc cần được tĩnh tâm. Mà hầu như nhân loại chúng ta lúc nào cũng cần được tĩnh tâm. Bởi vì tâm chúng ta tĩnh thì chúng ta mới có sự bình an, mới có những cái công việc tốt lành để mà chia sẻ, san sẻ cho những người khác cũng như cho những gì xung quanh. Dòng nhạc này có thể giúp chúng ta được thanh thản trong tâm hồn và trong cuộc sống chúng ta. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, một lần nữa Thánh Gióng chúng cháu đang mong chờ sự ủng hộ của đồng bào. Thỉnh hình ảnh phép lạ vĩ đại của Thượng Đế ban cho, hoặc là CD nhạc tĩnh tâm, để Thánh Gióng có ngân sách tiếp tục làm việc một cách mạnh mẽ hơn. Và đương nhiên Thánh Gióng chúng cháu đang mong chờ tất cả những cơ quan ngôn luận, truyền hình, truyền thanh, báo chí, cũng như tất cả những cơ quan hội đoàn, đoàn thể, cũng như tất cả những đại diện những tôn giáo làm lành đánh dữ, tổ chức những buổi họp mời đồng bào đến, rồi cho phép đến Thánh Gióng đến và mang theo những hình ảnh này để trình bày cho đồng bào, để rộng đường dư luận hơn. Và đương nhiên Thánh Gióng sẵn sàng trả lời một cách thanh thản, nhẹ nhàng bất cứ câu hỏi nào về việc làm hội đồng cứu nguy nhân loại và việc làm cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta gấp, cũng như Thánh Gióng sẽ trả lời tất cả những câu hỏi nào có liên hệ đến những hình ảnh phép lạ vĩ đại này, chứng minh, chứng từ, giấy tờ và evidence này kia rồi đầy đủ để cho đồng bào dễ nhận diện, dễ nhận xét, còn cũng như để thỏa đáng sự thắc mắc cho đồng bào những ai còn đang ước ao được biết sự thật về những phép lạ này, và cũng như về việc làm mà Thánh Gióng chúng cháu đã liên lỉ nhắc nhở và mời gọi đồng bào bấy lâu nay theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta, cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra để phụ trợ cho chúng ta làm việc. Kính thưa đồng bào quý mến, lúc chụp là như thế này, khi mà xây qua thì khuôn mặt như thế này, và đây là nguyên khuôn mặt. Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, sau đây thì một lần nữa cho phép Thánh Gióng nghỉ ngơi chút xíu, uống vài hộp nước, rồi có thể sẽ đọc sấm điển, hay là ngày hôm nay kể như tạm đủ rồi, tại vì ngày hôm nay làm việc cũng nhiều rồi đó. Bây giờ cái bản thể này cũng hơi mệt mệt rồi. Linh điển Thánh Gióng thì không bao giờ mệt hết á, tại tướng nhà trời mà. Thượng Đế đã tác tạo linh điển Phù Đổng Thiên Vương, tướng nhà trời. Trước khi Thượng Đế tác tạo mặt trời thì cái tuổi linh điển Phù Đổng Thiên Vương Thánh Gióng á, tướng nhà trời á, thì lớn tuổi lắm rồi, hàng tỷ 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 năm lần. Tại vì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã tác tạo tướng nhà trời trước khi Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tác tạo mặt trời. Đồng bào để ý điều đó, sau này thì có thể mình sẽ biết nhiều hơn khi mà chúng ta trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Vâng, đó là sự thật. Hy vọng có một số người hiểu tới, hoặc là chưa hiểu tới thì thôi, cũng không có gì phải bận tâm. Từ từ rồi sẽ hiểu, từ từ mọi việc sẽ được đem ra ánh sáng hết. Không ai chạy khỏi ánh sáng mặt trời, và đương nhiên không ai chạy khỏi lưới của trời, và đương nhiên không ai chạy khỏi Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Kính thưa đồng bào quý mến, chúng ta thấy đây là hình ảnh ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta hiện ra với vóc dáng ông Rồng bà Phụng, kết tụ bởi oxygen bay từ hướng Việt Nam qua. Đây là nền trời tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Hình ảnh này đã hiện ra tại nơi đó ngày mà Thánh Gióng chúng cháu tổ chức họp mặt mời gọi đồng bào gia nhập Hội đồng Cứu Nguy Dân Tộc Việt Nam.
Hình ảnh này hiện ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2010 vào lúc 2 giờ 30 chiều. Và thưa đồng bào thương mến, hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2010 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ rất rõ ràng. Mắt, mũi, miệng và những chiếc nón. Và đây là hình linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Và đây là hình chụp gần hơn. Hai chiến sĩ đây, ngay đây nè, hai chiến sĩ đây ha. Đúng không? Đó. Và nếu chúng ta xây về hướng này, chúng ta thấy khuôn mặt linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, nửa khuôn mặt, chiếc nón, mắt, mũi bị thương, mũi đứt ra là bứt đứt, quẹo qua một bên, môi thì bị tét môi, sứt môi, da mặt thì bị cháy. Phía thấy rõ ràng không? Thấy rõ ràng chưa? Những chiếc nón trên này nè. Còn đây mũi nè. Mắt bị hư là một mũi nè. Gãy, quẹo qua bên nè. Môi miệng thì bị tét sưng nè, thấy không? Đó, rõ ràng đó. Hình ảnh này hiện ra ngày 31 tháng 1 năm 2010 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và thưa đồng bào thương mến, khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009 trong lúc Thánh Gióng cùng đồng bào cầu nguyện tại đường Moran ngay trước cửa tòa soạn Nhật báo Người Việt. Thánh Gióng chúng cháu cầu nguyện xin Cha Trời ban ơn tha tội cho tất cả mọi người. Và xin Cha Trời ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Và nhất là ban cho dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta sớm có được công bình, bác ái, thiên lành, nhân bản. Cũng như cầu xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta mau mau sám hối gấp, biết vâng lời Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và Thánh Gióng cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu cùng bọn bà tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta. Và ngày hôm đó, sau đó thì khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra. Rồi để rồi tiếp tục từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2013. Liên tục những phép lạ vĩ đại đã tỏ hiện ra và cho Thánh Gióng chụp được để thông báo cho nhân loại. Vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức, chúng ta hãy sẵn sàng vâng lời Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng gấp. Và kính thưa đồng bào thương mến, đồng bào có thể thấy đây là hình chiến sĩ chúng ta đây. Và xây bên đây thì đồng bào thấy gì? Đây là một số hai khuôn mặt chiến sĩ. Đây nè, tại đây nè, coi nha. Zoom close cho đồng bào coi nha. Đồng bào thấy chưa? Đây nè, đó, hai khuôn mặt đó, sát với nhau. Thấy chưa? Đó, và khi mà xây dựng này đó, đó chỗ tượng đài đó. Rõ ràng ha. Vâng, kính thưa đồng bào thương mến, rất rõ ràng. Chúng ta làm việc là có chứng từ, có chứng cớ đàng hoàng, chứ chúng ta không có làm việc vu vơ, tại vì Thánh Gióng chúng cháu là một y liền sư và đồng thời là một y sư nhạc sĩ và đồng thời là một lương y. Thành ra lời nói của chúng cháu có chứng từ và có evidence, có chứng cớ đàng hoàng. Chúng ta không thể mà làm việc một cách vu vơ mù mờ, bởi vì chúng ta làm việc vì công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản. Chúng ta đem tình thương yêu và sự cứu rỗi của Thượng Đế đến cho tất cả nhân loại. Chúng ta mời gọi tất cả những người tội lỗi mau mau sám hối gấp để rồi chính họ và gia đình họ được cứu rỗi. Chứ chúng ta không có kêu gọi hủy diệt bất cứ một ai cả. Đồng bào cần được biết điều đó. Vâng, Thánh Gióng đang mong chờ đồng bào đồng hành cũng như phụ giúp Thánh Gióng chúng cháu làm việc.
cứu nguy nhân loại và cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta gốc. Chúng ta chỉ cần thông báo tất cả những phép lạ vĩ đại mà Thánh Gióng đã nhắc nhở đến cho tất cả nhân loại được biết, để rồi nhân loại nhiều người được cứu rỗi. Và đương nhiên sau khi nhiều người được biết đến những phép lạ vĩ đại này thì lúc đó là lúc mà những kẻ ác, những chế độ độc tài ở tại đất nước chúng ta cũng như khắp thế giới sẽ bỏ cuộc, buông súng mà sám hối gấp, bởi vì chính họ cũng được ước ao, được cứu rỗi, được hưởng hồng ân của Thượng Đế ban cho và tha thứ cho họ. Bởi vì họ cũng là con người, họ là con người, họ cũng là con cái của Cha Trời Thượng Đế toàn năng. Chỉ con cái là đang lầm đường lạc lối, cũng như thỉnh thoảng chúng ta làm những việc sai quấy, bởi vì chúng ta là con người. Con người thì không ai hoàn toàn hết. Đó là lý do tại sao Cha Trời Thượng Đế toàn năng luôn luôn thương yêu chúng ta, và Ngài sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mà cứu rỗi chúng ta. Tuy nhiên, định luật tồn tại của càn khôn, tức là phải có giờ giấc, phải có thời dụng biểu, ác quá sinh ra ghê tởm, ác độc sinh ra quỷ diệt. Tình thương yêu thì vô cùng tận, và tình thương yêu sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời, không bao giờ chết, không bao giờ bị quỷ diệt. Mà sự ác độc thì sẽ đi đến sự diệt vong, trước tiên là cho chính kẻ đó và cho linh hồn của họ, và đồng thời gây phiền lụy, phiền tối, đau khổ cho tất cả những gì xung quanh, ảnh hưởng đến cả càn khôn vô cùng khủng khiếp. Vì thế chúng ta hãy tránh xa những việc làm hung dữ ác độc, để rồi chúng ta khỏi bị quỷ diệt đời đời kiếp kiếp. Chúng ta hãy sống cho tình thương yêu, đùm bọc tha thứ cho nhau, cũng như ông bà tổ tiên chúng ta đã từng dạy rất rõ ràng. Chúng ta hãy thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Thượng Đế toàn năng qua sự dạy dỗ đầy đủ nhất của Thiên Chúa Giêsu, luôn luôn dạy dỗ chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau khai thác những kho tàng vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế toàn năng ban cho, những bài học vĩ đại của Thiên Chúa Giêsu và những phép lạ vĩ đại của Thiên Chúa Giêsu tỏ hiện ra trên mây, đang hướng dẫn nhân loại chúng ta làm cách nào để được cứu rỗi đời đời kiếp kiếp. Và đương nhiên Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta qua khỏi thời tận diệt. Thời tận diệt đang bắt đầu xảy ra. Kính thưa đồng bào thân mến, đó là sự thật. Một lần nữa Thánh Gióng chúng cháu thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Thành thật cảm ơn. Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi sẽ được tha. Người này giận ghét người kia mà dám xin Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng cứu rỗi nó làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó? Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện,
người sẽ được tha. Hỡi những kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối của mình, hãy mau mau sám hối gấp, thì mới được cứu rỗi. Đó là sấm truyền của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại. Thành thật cảm ơn đồng bào.